Thưa quý vị, trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị và người dân thành phố đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, đạt được nhiều kết quả cao. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục tự tin, quyết tâm, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Đây là nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương. Đồng chủ trì có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Báo cáo về tình hình kiểm soát dịch bệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết từ ngày 3 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm. Thành phố đã triển khai 7 lần xét nghiệm toàn diện cho người dân thành phố. Qua 7 lần này, đã đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Các ca mắc cộng đồng giảm dần. Không chỉ kiểm soát từ bên trong, mà thành phố đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn bệnh từ bên ngoài vào. Tỷ lệ tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân thành phố trên 18 tuổi đạt 73,1%. Đến nay, cơ bản thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Về phòng chống dịch, tiêu chí về kiểm soát dịch theo quyết định 3989 của Bộ Y tế thì chúng ta đã đạt được 6/7 tiêu chí. Và những cái tiêu chí như chúng ta theo dõi thì tất cả các tiêu chí đều rất là khó để đạt được. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết hôm qua thành phố không có ca cộng đồng. Đây là kết quả khả quan, thể hiện công tác phòng chống dịch của thành phố đã đi đúng hướng, có hiệu quả. Bí thư Thành ủy cũng khẳng định rằng toàn bộ hệ thống chính trị và người dân nên bình tĩnh, tự tin vào những biện pháp phòng chống dịch thành phố đang áp dụng với sự quyết tâm, đồng lòng của người dân cũng như là sự quyết liệt trong việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Chúng ta chưa có một phút nào chúng ta lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, cũng như tất cả những cái biện pháp về phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương cũng như là của Bộ Y tế thì chúng ta đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt và có sáng tạo. Đặc biệt là tôi biểu dương các đồng chí ở cơ sở. Đến thời điểm này tôi vẫn đánh giá là các đồng chí đang làm đúng các cái biện pháp, các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch với một cái tinh thần trách nhiệm rất cao và có được một cái sự đồng lòng ủng hộ rất là cao của người dân. Do đó chúng ta tự tin và chúng ta sẽ khẳng định với Trung ương là chúng ta sẽ làm tốt công tác phòng chống dịch theo đúng yêu cầu. Còn những vấn đề về trách nhiệm thì trước hết là lãnh đạo thành phố sẽ nhận cái trách nhiệm này nếu như chúng ta có khuyết điểm. Còn các đồng chí cứ tiếp tục thực hiện đúng cái chức trách nhiệm vụ của mình và tôi tin rằng là chúng ta sẽ thu được những cái kết quả tốt. Với những định hướng về công tác phòng chống dịch trong thời gian đến đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố tiếp tục xem xét và triển khai để dần mở lại trạng thái bình thường một cách bền vững. Về công tác kiểm soát người ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm ban hành hướng dẫn mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có nguyện vọng. Bí thư Thành ủy cho biết trong thời gian đến, người dân sẽ sử dụng ứng dụng mã QR code thay cho tất cả các thủ tục hành chính, kể cả giấy đi đường. Vì vậy, đề nghị Sở Thông tin Truyền thông để nhanh việc triển khai ứng dụng này cho người dân, tổ chức hướng dẫn sớm để người dân hiểu và chủ động nắm bắt. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã cơ bản chuẩn bị dự thảo phương án phòng chống dịch trong tình hình mới, trên tinh thần tiếp tục nới lỏng, mở lại một số hoạt động để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của người dân và an sinh xã hội, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định. Chúng tôi cũng sẽ rà soát lại trong tất cả những công tác của mình. Nếu có chỗ nào mà nó còn bất cập, nó còn hạn chế thì sẽ điều chỉnh theo nó chắc đồng bộ nhất. Mà tôi cũng nghĩ rằng đến thời điểm này thì cơ bản là nó cũng đồng bộ, chứ cũng không vấn đề gì lớn. Không gì lớn, nhưng mà cũng rất là cầu thị. Cái chỗ nào mà chưa đạt được thì mình cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm để mà sửa chữa, để mà mục tiêu cuối cùng là chúng ta phòng chống dịch được và đảm bảo cái đời sống của an toàn cho người dân là trên hết, thì đúng với chỉ đạo của Trung ương cũng như lãnh đạo thành phố.